Xin kính chào quý vị đầu tư hàng hóa. Đóng cửa phiên hôm qua, ngoại trừ nhóm nông sản thì lực mua chiếm ưu thế trên cả 3 nhóm hàng hóa nguyên liệu, còn lại là công nghiệp, kim loại và năng lượng. Từ đó đã hỗ trợ cho chỉ số MXV Index tăng nhẹ gần 0,2% lên mức là 3.043 điểm. Và để phân tích chi tiết hơn, chúng ta sẽ đến với phóng viên Hữu Trí đang có mặt tại trường quay. Vâng, đáng chú ý nhất là nhóm năng lượng. Cả hai mặt hàng dầu thô trong nhóm này đều tăng. Cụ thể là giá dầu WTI trên sở NYMEX thì tăng 1,57% và lên cao hơn 103 đô la Mỹ một thùng. Và dầu Brent trên sở ICE thì cũng đã tăng 1,43% ở mức là trên 108 đô la Mỹ một thùng. Lo ngại về nguồn cung bị thiếu hụt từ Nga thì vẫn là động lực hỗ trợ chính cho đà tăng của giá dầu. Mặc dù là Bộ Năng lượng Mỹ cho biết là đã hoàn tất mở bán 30 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược. Tuy nhiên thì con số này cho thấy là vẫn chưa đủ để có thể giải quyết sản lượng sụt giảm từ Nga, một trong những quốc gia mà xuất khẩu dầu thô lớn nhất trên thế giới. Trong khi đó thì các gián đoạn nguồn cung bất ngờ lại liên tiếp xảy ra, càng làm cho giá dầu trở nên nhạy cảm hơn với các yếu tố tác động. Có thể kể đến việc đường ống dẫn dầu từ Kazakhstan chưa thể hoàn thành sửa chữa, hay là việc Libya tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với hoạt động xuất khẩu dầu thô do các cuộc biểu tình. Thị trường dầu thô đang trong giai đoạn giằng co khi tồn tại rất nhiều thông tin và diễn biến trái chiều. Một mặt, lo ngại thiếu hụt nguồn cung vẫn là yếu tố chính giúp giá duy trì mức cao trên vùng 100 đô la một thùng. Mặt khác, hiện giá dầu ở mức cao có thể cản trở mức tăng của nhu cầu tiêu thụ trong bối cảnh tình hình sức khỏe châu Âu suy yếu và diễn biến dịch bệnh tại châu Á. Theo tôi, giá dầu có thể sẽ xác lập xu hướng mới trong dài hạn. Tuy nhiên trong tuần tới, với các yếu tố tiêu cực như hiện tại, giá dầu WTI rất khó tiến tới mốc 108 đô la một thùng. Trong khi mà các mặt hàng năng lượng khác đều tăng khá mạnh thì chỉ riêng khí tự nhiên chỉ có mức tăng khiêm tốn gần 0,3% lên 6,96 đô la Mỹ trên mỗi triệu đơn vị nhiệt Anh. Đa tăng của mặt hàng này gặp cản trở ngay sau báo cáo tối qua của cơ quan năng lượng Mỹ EIA. Theo đó thì tổng tồn kho khí ga tự nhiên tại các kho chứa ngầm của Mỹ đã tăng 53 tỷ feet khối lên 1.450 tỷ feet khối trong tuần trước. Còn trên thị trường nội địa thì theo ghi nhận trong tháng 4, giá các loại ga vẫn tiếp tục tăng 14.000 đồng một bình loại 12 kg và tăng 58.000 đồng một bình loại 50 kg. Và đây đã là tháng thứ 3 trong năm nay mà giá ga tăng và tăng liên tiếp với tổng mức là 72.000 đồng mỗi bình 12 kg.